À, một lồng thế này á, thì Vũ cho từ 3 đến 4 con dế. Thì sáng nay Vũ thấy ông trời nắng rất là đẹp, vui vui. Mình bắt đầu đi đặt những cái bẫy gắn mối này để cái luồng này tới chiều luôn. Rồi Vũ sẽ đi thăm rồi ghi hình tiếp cho anh chị mình xem. Thì cái cách đặt của Vũ á, đây, đặt ở ngoài trống như thế này. Anh chị thấy không? Lựa cái chỗ nào mà im, cái gò nó cao nhất để cho con gắn mối mình nó chạy xung quanh này nè. Nó chạy ngoài đó, hoặc là nó chạy trong đây, hay là chạy cái chân ở chỗ chú đang ngồi. À, cái nó mới thấy cái chỗ cao nhất là có mấy con dế nó bò bò trong đây nè, nó chạy tung tăng trong cái dế, trong cái lồng nè, thì nó sẽ chạy lại, nó sẽ kiếm cái đường mà nó chui vô ha anh chị. Nó vô đặt như thế thôi, thì chú tranh thủ đi đặt đây đi về để cho gắn nó còn ra phơi nắng, nó thấy con mồi mình nó vô nữa. À, Vũ ơi, xin chào cô chú anh chị nha. Thì đây là mẫu lồng gắn mối hai lớp được gia công tất cả toàn bộ là hai lớp của chú anh chị. Thì lồng này của chú anh chị có thể đặt được những con mồi nhỏ như là con ruồi á, con dế thì bao cho cô chú anh chị mình không bao giờ lọt được nha, dế nhỏ dế bự thì không bao giờ lọt. Thì cô chú anh chị mua bẫy liên hệ Vũ qua số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là Zalo của Vũ. À, bây giờ Vũ ơi, xin chào cô chú anh chị và mời cô chú anh chị đi thăm những cái bẫy gắn mối ha. Thì tình hình giờ này cũng xế xế chiều rồi. Trời ơi, sáng giờ mà cái lồng của Thinh nha. Anh chị thấy không? Vô đặt ngoài trống lỏng mà. Cái chỗ này không có gắn mối nha. Nếu mà có là nó chạy vòng vòng đây là nó thấy là nó vô. Đó, rồi kiến ăn hết trơn hai con rồi, còn được có hai con dế thôi. Cái này hụt rồi. Nói chung á thì đặt thì cũng có cái dính có cái hông chứ. À, cái này dính nè. Ôi chu chào, hai con luôn. Ôi tung bẫy dữ rồi, tung bẫy dữ rồi. Đây để Vũ đưa gần cho anh chị mình xem nó đã nó phê ha. Nè. Đó. Vũ thấy được con gắn cái rồi đó. Chắc hai con cái không quá. Rồi có con nào ăn trứng không? À, một con gắn đực, một con gắn cái. Sao con gắn cái nó ốm ốm như ma lôi vậy nè. Nè, nét cho anh chị mình xem nè. Con gắn cái nó ốm thì y như ma da vậy. Còn gắn đực để mập thù lụ. Chà bá hạnh luôn. Gắn đực này thuộc dạng gắn tổ rồi nha. Con này chắc lâu năm bự con giống tốt nè. Hôm nay á, thì chủ yếu Vũ đi đặt gắn mối. Rồi kiếm khoảng chừng vài con về mình làm cái món ăn gì đó cho nó ngon ngon. Đâu mất tiêu bảy hết rồi trời. À trời, sao mà bẫy đặt xa chứ vậy? Dính không? Ờ, dính luôn anh chị ơi. Trời ơi, hai con nữa. Chà ơi, cái này thì... Ôi, cái này thì hai con cái không? Anh chị ơi nè, để dưới nét cho anh chị mình xem nha. Không dám quay mạnh, sợ gắn mối nó chạy. Đây là một con gắn cái đang mang bầu luôn nè, thấy không? Chà phè luôn ha, con này sạch ghê trời trắng phao à. Con bên đây cũng là gắn cái luôn á, mặc dù nó có lằn chỉ cam. Để dư quay cái bụng cho anh chị xem là biết ngay à. Nhìn bụng là dễ nhất. Nó phì ra. Đây. Con này sắp đẻ luôn rồi anh chị. Thấy không? Màu con này tựa như màu gắn đực ha. Nhưng mà anh chị nhìn hai cái đầu nè, hai cái đầu gắn cái nè. Nó đang đứng yên để vô nét cho anh chị xem. Đấy. Đẹp không? Nhìn cái là đẹp kinh luôn. Nó tưởng nhầm, tưởng con bên kia là gắn đực không à, nhưng mà thật ra nó là gắn cái nha. Cái bụng nó thề bể đó, với lại cái đuôi nó phè ra nè, lỗ đít nè. Đấy, sắp đẻ rồi đó anh chị. Ngon lành. Bữa nay Vũ quan trọng là dính cho mình khoảng chừng một chục lồng thôi anh chị ơi. Đây một chú nữa nè, yêu cầu dính chục lồng mà ngon. Thấy không? À, cô chú anh chị mình thấy Vũ đặt không? Ở ngoài chấm lỏng à. Để Vũ cầm cái bẫy lên rồi Vũ luôn cho anh chị xem. Hai bên, một bên đây thì lùm chuối nè. Bên đây cũng là lùm chuối. Vũ đặt chính giữa. Nó ra nó phơi nắng mà, lụm liền. Đây con này gắn cái nha anh chị, còn được một chú dế luôn. Anh chị thấy cái bụng nó bóng không? Ghê không? Con này sắp đẻ nè. Bẫy được mấy con này ngon lắm. Về mà nướng ha. Trời ơi, bụng trứng luôn, ăn nó béo cực kỳ. Nó ngon. Con này mà nhậu với bia á nghe anh chị, nhậu rượu đế tốn mồi lắm. Nhậu với bia hết sảy con mà bẫy.
Muốn nhậu với gụ đế á, thì ăn mồi này cũng rất là phê, nhưng mà nó tốn mồi giật cực kỳ, phải nhiều gắn mối kìa. Nướng muối ớt nữa là thứ nào mà chịu nổi. Để vài bữa nữa Vũ lấy cái đợt 7 kia, đợt 7 mà Vũ làm giao cho anh chị mình á, Vũ lấy là vài chục 7 đó, 7 mới mới này, quay cho anh chị xem gắn mối chạy tung tăng mới sướng. 7 này được 2 năm mấy rồi đó, một cái 7 của Vũ à, hai con luôn anh chị thấy chưa. Ở đây nắng quá nét không được. Đây hai con, hai con này thì hai con gắn được không anh chị, một con gắn được ức vàng này ha, bên kia thì con gắn được ức trắng, anh chị mình nhìn thấy không. Đây con này màu đẹp ghê ha, màu cam, đây màu cam lè luôn nè anh chị. Còn con bên kia thì trắng phao và nó vàng khè. Đây ngon lành, hai con gắn được. Hai con này bự thiệt nhưng mà nó không có ngon bằng con gắn cái ha. Tình hình như kiểu này thì kiếm khoảng chừng 10 con là khỏe luôn ha anh chị. Trời ơi đây nè, đây cũng là một cái thế đặt cực kỳ hay cho anh chị mình. Chia sẻ hết, có nhiều thì Vũ chia sẻ hết cho anh chị mình ha. Anh chị thấy không, tại sao Vũ đặt ở trên gốc chuối, trên cái cây chuối chạy dài luôn. Thì đây là cái chỗ cao nhất, thì xung quanh đó anh chị nhìn có những cái đám như thế này nè, cái đám bùi nhùi như thế này nè anh chị thấy không. Nó chui ở đây nó trốn, mình đâu thế nào mình bư ra cái lỗ phiết xuống rồi mình đặt cái lợp xuống được. Như cái chỗ này đi, chỗ này là điểm cao nhất, không lẽ mình bư ra cái lỗ gì nè, nó phiết xuống tối tới dưới đá với mình đặt. Nhiều khi gắn mối nó chạy ngang nó không thấy con mồi mình nữa. Cái con này á, thì nó nhìn bằng mắt thì nó ăn mồi bằng miệng nghe cô chú anh chị, chứ không phải như cái loại gắn kia mà nó lè lử ra để nó kiếm cái con mồi nha. Con này là nó quan sát con mồi bằng mắt. Ăn mồi bằng miệng hơi bị thừa ha, tại vì con nào cũng ăn bằng miệng. Thì con gắn này gắn trứng anh chị thấy chưa, đấy cứ nhìn cái bụng nó đi anh chị. Chắc ăn là nhìn cái bụng là biết, dễ biết nhất. Nhiều khi Vũ chỉ con gắn cái nó kiểu này kiểu kia anh chị phân biệt nó không ra nữa. Con này là gắn cái nha anh chị, 100% luôn. Anh chị không tin mà mấy con bụng phệ như thế này nè, anh chị nhốt ra ngoài riêng đi, nhốt cái thùng ra ngoài riêng đi, khoảng chừng vài ngày à, là nó đẻ cũng một mùi con cho anh chị mình luôn, nuôi đã luôn. Bây giờ thì Vũ thấy có những anh chị cô chú lớn tuổi thì ngược lại người ta thích nuôi những con này con kia, cái tuổi mà về già của chú anh chị đó, đặc biệt là con gắn mối này thì cô chú không đi bẫy được thì kêu Vũ đi giao gắn mối. Nhưng mà Vũ cũng trình bày với cô chú anh chị là nó xa. Thì nhắc lại câu chuyện hồi nãy là cô chú anh chị về già tuổi cái dạng như lớn rồi đó, thì cô chú kêu Vũ là đi giao gắn mối cho cô chú anh chị lựa gắn cái nhiều gắn được ít thôi, để cô chú anh chị mình nuôi cho nó ăn giải trí, buổi sáng nó ra nó ăn á. Thì mình nuôi cái con vật mà mình cảm thấy nó có cái gì đó nó vui, thì cô chú anh chị không có đi đặt được như giống như Vũ á, tại vì không có loại ruộng loại đồng như Vũ nè đi kiếm cho đặt. Thì Vũ cũng rất tiếc là mình không có đáp ứng được nhu cầu của chú anh chị, thì do là một phần á, khi mà con gắn mối này vận chuyển đi xa thì nó sẽ bị khờ, nhiều con nó sẽ bị chết bởi vì không có ship được. Ở gần khu vực Vũ sống thì Vũ sẵn sàng đi ship cho anh chị mình luôn. Thì những con gắn mối ăn á, thì nó khác, còn mình mua về để mình thần nó mình nuôi nó thì nó khác cô chú anh chị, thì nó là gì đó. Thì cô chú anh chị mình chịu khó đi vòng vòng xung quanh nhà đó, thì mình câu nó hoặc là mình đi bẫy nó giống như Vũ nè đó, thì cô chú anh chị có thể đem về nhà nuôi nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn, nó ra ăn mạnh hơn, nó con gắn mối mà nó không bị nhát nữa. Đi rừng đi vườn này nó cũng có cái thú vui riêng, nhưng mà đối với những người mà còn trẻ tuổi á, như Vũ nè, thì mình lội rừng lội suối này đi bắt những con gắn mối này thì khoái lắm. Con này thì con nhỏ nha, con này thì con mới lớn nè anh chị. Nó con này gắn cái thì gắn mối nó mau lớn lắm, nó ăn được là mau lớn lắm. Mấy con này thì trong điều kiện mà nuôi nhốt quá thì nó rất là dễ ăn, còn ở ngoài tự nhiên á, thì muốn bẫy nó thì một là cái con mồi cử động á, là nó nhạy nhất đó. Vũ thấy mồi dế nè, mồi cá sình, là mồi cá sình nó còn nhạy nữa. Mồi cá sình á, thì mình đặt thế này, con ruồi nó bay vô cái lồng nè,
nó bay nhiều vô cái lồng nè, cái gắn mối nó chạy lại nó thấy nó vô, chứ không phải là con gắn mối nó ăn cá sình. Nhiều khi đi thăm gắn mối như thế này nè, rồi vũ nó nhiều quá thì cũng bị anh chị mình lên án nữa. Thì thực tế là phải nói thôi, chứ không lẽ mình đi thăm mà mình đính thinh không nói chuyện thì anh chị biết rằng là vũ đặt gắn mối ở khu nào, rồi biết rằng chúng hay thắt con đực hay con nhỏ. Như con gắn này á, thì là con gắn mối cái, con này nó nhỏ thiệt nhưng mà nó vẫn mang 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 bầu nha anh chị nè. Đó nó, anh chị thấy chưa, con này nhỏ đẻ không được bao nhiêu con đâu. Một gắn mối cái nữa, thì gắn mối này hồi về vũ sẽ làm thịt nó hết, đem nướng muối ớt chiều nay đãi mấy anh em. Trời, cái cây chuối này ngon quá trời, sáng không đặt đâu. Ôi trời ơi, đi vô cái con nhện nhện này luôn nè. Ở đây, ôi trời, hai con, không đặt cái chuối bên kia mà đặt cái chuối bên đây. Anh chị mình thấy chưa? Với lại đặt trên đây nè, cái nền nó sáng lắm, con gắn mối nó dễ thấy, còn được con dế luôn kìa. Để xem, cái này gắn cặp nha anh chị, một con đực. Đây, để nét cho anh chị xem. Một con đực và một con cái. Con gắn này con gắn cái nè ha. Còn cái con đằng đây là con gắn đực. Nhìn nhẹ để nó chạy vậy. Đây, đây là con gắn đực nha anh chị. Anh chị nhìn thấy không? Nhìn cái thân hình nó giảm dở hơn là gắn cái nhiều. Gắn cái nó thon lắm. Đây, đằng đây gắn cái nè. Nhưng con này không có trứng nha, ốm nhách. Đây đây, bữa nay kiếm khoảng chừng 20 con gắn mối thôi, tại vì ở nhà cũng còn vài chục con nữa, là chiều nay là nướng siêu cay mấy em này luôn. Con này nướng siêu cay là hơi bị tốn bia với tốn rượu nha. Đây, một con gắn đực, con này thì được 100%, anh chị nhìn thấy không, tướng lực lắm, mình mẩy nó thon mà nó lực lắm. Chứ đừng có nhìn cái lần chỉ nha anh chị, lần chỉ cam là thất bại nha. Không phải đâu, gắn nó tùy theo dùng á, tùy theo dùng và cái màu sắc nó khác nhau. Cái câu này thì Vũ đã nói hoài trên kênh nè, không nhất thiết là con gắn ở đâu nó giống gắn ở đâu hết trơn, không nhất thiết. Cũng giống như con cá gì đó, anh chị thấy con cá ngoài mương không, con cá trong mương trong lung nó đen xì đen mung luôn, hoặc là con cá trong nước thúi ra nó đen mung, còn cá ngoài sông mà lúc nào nó cũng trắng phao, anh chị thấy nhìn là biết liền. Nặng nặng rồi đó, sách sách hơi bị nặng nặng rồi đấy. Đây chỗ trong lỏng gì mà dính ha, đặt chơi chơi gì mà cũng dính. Này là con gắn cái anh chị, con này mới đẻ rồi hay sao. Đây nét được rồi nè, gắn cái ha, con này mới đẻ rồi, ốm nó hơi ốm. Cái này mà nói chung là Vũ có thời gian á, Vũ đi đặt nhiều thiệt là nhiều, rồi ghi hình cho anh chị mình xem, nói chung là dính chắc phê lắm. Thì cái vỏ này của Vũ có thể là chứa được khoảng trên dưới 40 cái đây, Vũ cũng chưa chứa đầy hết đâu. Thì cái bẫy Vũ nó rất là nhỏ, nó có chỉ có một gang tay thế này thôi. Nó nhưng mà Vũ làm hai lớp thì giống như là một bẫy mà thành hai bẫy á anh chị. Nó gấp đôi cho nên là nó nặng. Nó cũng không nặng gì. Thì nhiều cái lợi thì nó nặng thôi. Chứ còn một cái thì nó nhẹ phao nhà hửng. Đây làm lá chuối, tước lá chuối gì đây đây. Ai chặt cái chuối ăn hay gì đây. Cái này được một con cái nữa ha. Nhỏ xíu nhưng mà mang bầu, anh chị thấy chưa. Để Vũ nét cho anh chị xem. Đây, đây, thấy chưa. Cái thân con cái ấy, nhìn lúc nào nó cũng tròn nha anh chị. Anh chị để ý. Nói chung là anh chị nhìn nhiều con gắn mối lại á, thì anh chị từ từ anh chị phân biệt biết
Còn trước mà mình thấy được một hai con hay là hai ba con gì đó là mình phân biệt nhầm ngay, phân biệt nhầm liền. Mình đặt như thế này nè, đi đặt như thế này nè, mình dính nhiều con như thế này nè đó, anh chị từ từ là biết con nào được con nào cái, từ từ biết chân. Đây một cái nữa, rồi đi thăm hồi ra mất tiêu cái xe cái, ui hai con luôn. Rồi cái này được hai con nhỏ, hai con nhỏ xíu à anh chị, còn được con dế luôn nè. Cái lợp này Vũ bị người ta đạp mút xẹp, người ta đạp hay là con chó đạp gì đó rồi Vũ sửa lên nè anh chị. Thấy chưa, ghê chưa? Hai con nhỏ ha, hai con cũng được đấy. À hên, cái xe còn. Nhìn ra ngoài lộ thấy cái xe còn là thấy im mà. Ủa cái này cái cuối hay sao ta? Ngay góc này giống cái cuối quá. Ờ à, cái cuối rồi anh chị. Đi nãy giờ tới cái bờ gốc dư rồi. Đây nè, tới cái nền cũ đặt nè, hết rồi. Đó thì giữ cho anh chị xem. Cái luồng này dính cũng khá lắm nha anh chị. Đó thì hơn 1 kg chắc ăn luôn nha anh chị. Dính dày bẫy lắm. Đó, sáng thì Vũ đặt được có 20-20 cái thôi. Thì chưa tới cái vỏ này, cái vỏ này tới 40, trên 40 lắm, trên dưới đó đó.